Thùng cực kỳ nhỏ gọn nhưng cực kỳ hay, với những cải tiến cũng cực kỳ là tân thời và phù hợp với thị trường hiện nay. Đó là con Nuis AC25, 25W, rất ngọn, nhỏ gọn, các bạn thấy không? Thiết kế rất là chắc chắn và đẹp ha. Ở bên này thì các bạn thấy nó có hai cái nút này, thì thực ra nó có tặng một cái cọng dây đeo ha. Mình gắn vô đây mình xách đi rất là tiện nha các bạn. Các bạn có thể nhìn xung quanh của nó đây nha, rất là nhỏ gọn và rất đẹp các bạn ha. Mặt phía sau đây, các tính năng thì một tí mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem ha. Thì bây giờ sẽ nói sơ sơ để các bạn có thể nắm được về cái arm này nó có những đặc tính gì đặc biệt. Thì đầu tiên là nó giá lập hai cái arm, một cái Nuis Statement là của bản thân của cái Nuis này nó phát triển. Cái thứ hai nữa của Lauboc Fishman, một cái arm cũng rất là đình đám. Thì hai cái hệ tiếng khác nhau, nó cho ra cái âm thanh nó khác nhau tùy thuộc các bạn muốn như thế nào. Có cái app Android các bạn download tải về điện thoại ha, các bạn chỉnh thông số ở trên đó. Đặc biệt ở đây nó có hệ thống pin sạc các bạn. Các bạn sạc vào các bạn chơi được trong vòng 4 tiếng đồng hồ ha. 4 tiếng đồng hồ nha các bạn, là một thời gian rất là lâu. Nếu các bạn có đánh xô gì đó mà đánh 4 tiếng đồng hồ là cũng lâu lắm rồi đó. Thì ở đây nó kèm theo cái dây để các bạn sạc ha. Có chức năng báo cho các bạn phía sau luôn, khi mà đầy pin hay là khi gần hết pin nó có báo cho các bạn luôn ha. Rất là tiện lợi đúng không? Và cái giá của cái con am này nó loanh quanh 5 triệu ha. Loanh quanh đó thôi các bạn, hãy liên hệ Amigo Guitar Shop để có giá tốt nhất nha các bạn. Rất là nhỏ gọn các bạn, nhưng mà âm thanh của nó cũng 25W. Các bạn một cái không gian nhỏ nhỏ vừa vừa là các bạn chơi vô tư luôn. Thì chúng ta có thể nhìn từ phía trên như thế này, thì nó có hai cái channel, một cái 1 và một cái 2. Thì cái channel 1 là dành cho guitar đó các bạn. Các bạn thấy nó có volume nè, volume, bass, middle, treble bình thường ha. Phía bên này thì nó có cái tuner nữa ha. Thì khi các bạn muốn lên dây đàn, các bạn nhấn nó vào là nó lên cái tuner ngay. Đó, bắt đầu mình mới chỉnh thôi, đơn giản đúng không? Channel 2 thì các bạn ngay chỗ này các bạn dùng cái microphone của các bạn ha, cái nói vào thì nó có volume nè. Send ha, quay lại. Ở đây có cái reverb chung và cái master. Cái master này là khi các bạn phải dặn lên thì hai cái nó mới lớn ha, còn volume của cái này với cái này là dành cho guitar với lại cái microphone riêng. Ở đây nó có cái Bluetooth các bạn thấy chưa? Cái này các bạn kết nối với điện thoại của bạn để chơi backing track, mở nhạc lên các bạn nghe cũng rất là hay luôn. Đó. Thì cơ bản cái phần chính của nó là như đây thôi, là đủ xài rồi các bạn. Đây là mặt sau của nó đây. Các bạn có thể thấy đây là cái nguồn vào, và nó khi các bạn ghim nguồn thì nó sạc pin cho các bạn luôn. Và với màu xanh này tức là pin nó đang đầy. Còn cái phím cái nút màu đỏ kế bên á, các bạn thấy khi mà low battery nó ghi tắt á, khi mà pin nó yếu thì nó sẽ nhảy qua màu đỏ này ha. Rất là đơn giản. Bên này chúng ta có cái lỗ cắm phone để các bạn tối các bạn tập á, các bạn nghe không có làm phiền người khác. Kế bên này chúng ta có cái out in, là nếu các bạn không kết nối Bluetooth thì các bạn kết nối bằng cái dây trực tiếp từ điện thoại các bạn vô cũng được. Cái layout này để các bạn có thể đi ra cái dạng âm thanh của các bạn ha. Đó, thì cái mặt sau của nó cũng đơn giản như thế này thôi. Rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp. Đầu tiên thì mình để cái volume thì cũng hướng 12 giờ thôi, mới có nửa thôi nha các bạn. Rồi cái bass thì mình để khoảng 9 giờ. Treble cũng để 9 giờ thôi. Middle thì 12 giờ nha các bạn. Nghe thử trước nha.
chép nó lên 12 giờ luôn nha. YouTube để xem những cái kênh của các YouTuber người nước ngoài, người ta đánh giá những cái con am như thế này hoàn toàn tương xứng với túi tiền. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.